Câu không là pen đó. Câu một là cái gì vậy? Câu một là cái gì? Cục tẩy tiếng Anh là gì? Rubber eraser. Ok. Hai gì? 2D. 2D trường học. Câu 3. 3B. 4 gì? Thư viện. Ok. Rồi bạn này, xin chào, tên tôi là Mai. Tôi 8 tuổi này. Câu 1. Đây, thư viện to không? Thư viện to không? Thư viện to không này. Rồi, Z, E, nhớ chưa? Câu số 2, what color are your pencil? Are your pencil, các bạn phải chú ý, cái pencil này là số nhiều nhá xíu. Pencil số nhiều thì con chọn là they are black. Câu tiếp theo, what that kia là cái gì? Kia là cái gì nối với câu nào nhỉ? Số ít, con phải chọn là it's a pen. Nhớ chưa? It's a pen. Câu số 4, tôi khỏe cảm ơn đâu? Thank cũng được mà thank you cũng được. Con chọn câu C, A và B đều đúng. Nó đúng hay sai? Rồi bài này, đúng là ghi tờ mà sai ghi F, nghe chưa? Rồi đây là một cây bút tờ, thấy chưa? Câu 2, câu 2 đây là một cái pencil, đúng hay sai? Ghi chữ F vào, mà cái ô này nè. Câu số 2, tôi chơi cờ trong thời gian rảnh đúng không? Trong thời giải lao đúng không? Tôi chơi play chess trong giờ giải lao. Chu à phone F F stand up play đứng lên. À ghi chữ tờ vào. Tôi thích play badminton đúng không? Ghi chữ tờ vô. Bài này chúng ta có library là thư viện, play là chơi, school là trường. Computer room là phòng máy tính, classroom là phòng học, chúng ta điền này. Xin chào, tên tôi là Hoa, tôi là học sinh. Đây là trường mới của tôi, nó rất to. Tôi đang ở trong lớp 31. Nó là một phòng học nhỏ. Các bạn sẽ điền classroom vào đây. Chúng tôi đọc sách ở đâu? Xíu. Con chú ý cái từ read book thì con sẽ điền từ gì vào đây? Library, thư viện. Có một cái gì trong trường của chúng tôi? Computer room, chưa biết đọc. Computer room. Rồi giờ giải lao chúng tôi chơi cờ biết sao? Play chess. À, tôi rất vui trong ngôi trường mới của mình. Sắp xếp lại. Đúng rồi, classroom. Classroom số 2. Very good, school bus. School bus câu số 3. Cây đâu mà cây? À, pencil thôi. Câu số 4. Notebook. Rồi, sắp xếp này, how gì? Biết viết không? How old are you? Xíu hay sai mấy cái dạng bài này này, viết hay nhầm chỗ này. Đọc câu 2. What gì? What color is this? Câu số 3. I play badminton and break down. Đúng rồi. May I sit down? Giỏi quá. Rồi, xong bài. Rất giỏi.